Chào các bạn ạ. Để ngày hôm nay có tin gì mới chia sẻ với các bạn ạ. Như các bạn biết là ngày hôm qua và ngày hôm nay Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam. Về quan hệ ngoại giao thì giữa Việt Nam và Mỹ rất là tốt. Nhưng mà trên thị trường chứng khoán các bạn biết là ngày hôm nay có một cái tin là Việt Nam Index của chúng ta giảm rất là sâu các bạn, giảm đến 18 điểm. À, buổi sáng thì anh tăng rất là đẹp, nhưng mà buổi chiều thì bán quá trời quá đất luôn, đặc biệt là khối ngoại ngày hôm nay bán rất là mạnh các bạn, lên đến 1.000 tỷ đồng. Bà con của chúng ta là trở tay không kịp luôn. Tổng thống qua thăm là tin tốt chứ đâu phải là tin xấu đâu, các bạn thấy hay không? Tưởng đâu rằng ngày hôm nay bà con hào hứng, mà đúng là bà con hào hứng thiệt. Cuối cùng là bị xã ăn cố. Bà con trời thấy khiếp quá. Để gửi với các bạn một số thông tin liên quan đến thị trường bất động sản này. Các bạn biết là ông trùm môi giới bất động sản tại miền Bắc báo lãi chỉ vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng, giảm tới 99,5%. Anh chàng này là đất xanh miền Bắc các bạn. Đó. Lãi 1 tỷ thì mình nói các bạn là cũng dạng chế biến hồ sơ thôi, chứ còn thực tế là có khi lỗ thiệt trong đó đó. Đó. Từ đầu năm bây giờ các bạn biết là lãi hơn 1 tỷ, xem như là bán hàng không được luôn đó. Chi phí thì cao nữa, nên tính ra là không có lợi nhuận. Đất xanh là một trong những tập đoàn rất là mạnh về cái mảng môi giới bất động sản. Điều này nó cho chúng ta thấy là thị trường nó xáo cỡ nào. Mình cũng nhắc lại với các bạn, đây là câu chuyện đã trở thành quá khứ rồi các bạn ạ. Ngày hôm nay chúng ta đọc cái tin này là câu chuyện đã trở thành quá khứ rồi, câu chuyện của những tháng đã qua rồi. Còn đầu tư thì chúng ta hướng về tương lai. Ý mình nhắc lại các bạn là như vậy. Ngày nay mình chia sẻ với các bạn một bài này. Bài này mình thấy cũng khá là hay các bạn. Bài này viết lý do vì sao những người mua bất động sản vẫn chưa chịu xuống tiền. Những người đầu tư bất động sản, có nhiều người mất tiền nhưng mà rất là nhiều người vẫn còn tiền rủng ra rủng rỉnh ở trong túi đó, ở trong tài khoản ngân hàng đó, nhưng mà họ vẫn chưa xuống tiền. Lý do vì sao? Thì nôm na nó có một vài ý như thế này các bạn ạ. Thứ nhất là kinh tế nó còn khó khăn quá, cho nên nhà đầu tư dù có tiền trong tài khoản ngân hàng nhưng mà tâm lý chung đều rất là thận trọng. Quan điểm của các nhà đầu tư cho rằng không phải lúc nào đầu tư cũng là tốt. Đó, trong nhiều giai đoạn của thị trường có khi ngồi im, gửi tiền vào ngân hàng cũng là một cách đầu tư hiệu quả. Chứ không khéo ôm tiền mua bất động sản, lỡ thị trường nó xấu hơn thì sinh ra hỏng việc. Thứ hai là sau những cái đợt tăng giá bất động sản vừa rồi, dù có giảm 20-30% nhưng mà dưới góc nhìn, có quan điểm của các nhà đầu tư, họ cho rằng cái giá như vậy nó vẫn còn cao. Thực sự có nhiều phân khúc ấy, giá đã tăng 200-300% mà bây giờ giảm 20-30%, có khi đối với họ chưa ăn thua. Vì vậy mà họ mong muốn là cái giá bất động sản nó phải tiếp tục nó giảm nữa thì họ mới vào tiền. Đó, những nhà đầu tư họ ôm tiền, hay là những người trước đó người ta đã thoát được hàng, nói bạn là cái giá trước đây bao nhiêu, cái giá đỉnh bao nhiêu, là nói bạn là họ khảo sát rất là kỹ, người ta biết hết trơn. Cho nên nhiều người hiện bây giờ vẫn ôm tiền chờ thời điểm tốt để bắt đáy bất động sản. Đó, tâm lý bắt đáy bất động sản ai cũng thích hết trơn á. Nói thì nói vậy thôi chứ còn ai cũng mong muốn mua cái vùng giá thấp nhất, bắt đáy là sướng nhất. Đáy là chúng ta hiểu là cái vùng đó là gọi là thấp nhất rồi, giá không thể xuống nữa, thì mua trúng cái đó thì chắc chắn là giá sẽ lên thôi, chỉ có lời đã lên thôi chứ còn không thể gọi là lỗ được. Mua lưng chừng mới sợ chứ còn mua đáy thì trúng quá rồi. Đó, mình nói bạn là rất là nhiều người bây giờ ôm tiền cũng đang rà rà đó, cũng đang thăm dò đó. Thận trọng chưa có dám xuống tiền nhưng mà cơ bản là cũng chờ cơ hội. Thứ ba nữa là thanh khoản thị trường
nhìn chung là nó quá yếu các bạn. Đó. Các bạn hãy tưởng tượng như thế này này, khi chúng ta vào chợ mà cảnh mua bán tấp nập á, nó sẽ kích thích người ta tham gia. Lúc này chợ mới đông mới vui. Chợ mà nó bán ế ẩm thì các bạn biết là có người bán cũng thưa mà có người đi mua họ cũng chán, kiểu như vậy đó. Bất động sản cũng vậy, khi thị trường thanh khoản yếu, mua xong bất động sản mình nó nằm chành ảnh ra đó không nhúc nhích đâu, nó bảo là không có ai thích hết trơn á. Tâm lý con người mua xong tầm tầm khoảng vài tháng sau nó nhích lên vài like, không lên nhiều mà lên vài like cũng vui vẻ, thì lúc đó là họ mới máu, họ mới tiếp tục họ bồi thêm tiền chứ. Mua xong đứng hình thì tâm lý không có ai muốn mua tiếp hết trơn đó. Nhìn chung tâm lý bao trùm thị trường là sự thận trọng. Nhà đầu tư chủ yếu là quan sát, nghe ngóng tình hình vĩ mô đất nước theo chiều hướng như thế nào thì họ tính toán. Các bạn hãy tưởng tượng một điều như thế này, bây giờ mở báo chí ra đọc, ngày nào cũng đăng tin bất động sản Trung Quốc phá sản sụp đổ thì bà con đào ấp đâu mà đầu tư. Đó, nó ảnh hưởng đến tâm lý của người ngay. Vay thì cũng không dám vay, mặc dù lãi suất hạ đó nhưng mà cũng không dám vay. Khi nào mà nhà đầu tư chưa sẵn sàng vay thì thị trường chưa thể lên được. Nó tài sản nó phình to ra chủ yếu là từ tiền vay. Mà nhà đầu tư ngại vay thì chịu trách, tiếp tục chờ đợi thôi. Rồi ngày nay mình có một cái bài ngắn nhỏ chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào các bạn.